Ok, chào toàn thể anh em. Thì hôm nay anh làm video này là để trả mạch cho anh em. Thì mới gặp xong là 10 mạch ha. Và làm video này để hướng dẫn lại anh em cách gắn mạch này vô máy ha. Thì có nhiều anh em thì cũng chưa biết cách gắn hay lắp vào máy hay sao á. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn nha. Đây, đây là cái mạch bên xương dương hai tụ ha. Đây là mạch đầu ra của máy kích cá nha. Thì anh em thường hay kêu là mạch hút cá, tại thường thì nó hút cá về cái vợt nè, vợt cặm, nên là kêu mạch hút cá cho dễ hiểu ha. Còn anh em thợ thì kêu là banh sông dương ha. Đây là em hướng dẫn anh em là cách sử dụng mạch này luôn ha. Đây là vợt cộng nè, đây là vợt trừ ha. Đó. Còn đây là AC1, AC2, AC1, AC2 đó là dây từ biến áp vào ha. Tí nữa thì em sẽ hướng dẫn anh em gắn vô máy luôn chi tiết như mọi khi, và chập vật cho anh em xem cái mạch này. Thì hôm rồi em về cái lô này là được 100 mạch anh em, nhưng mà cái số lượng anh em đặt thì khá nhiều nên là về chỉ khoảng 1 tuần 2 tuần vậy thôi, em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà đây, đây là 10 mạch ha, sáng mai em gửi và hiện tại em còn chỉ được bao nhiêu đây nữa thôi. Đây là số lượng, đây là còn chỉ 20 mạch nữa ha. Đây, làm bo hai tụ này ha. Còn 20 mạch nữa. Thì anh em nào đặt thì trước thì được ha, được trước, còn anh em nào mà đặt là em báo hết á. Thì anh em có đợi em 1 tuần hoặc nửa tháng nữa thì cái lô mạch đợt sau nó sẽ về. Thì lúc đó em sẽ gửi cho anh em nha. Anh em nào đợi được á thì em lấy địa chỉ em lưu vô sổ, rồi khi nào về em thông báo và em gửi nha. Rồi khi anh em nhận được là cái mạch nó hoàn thiện như thế này ha. Rồi nó có volume chỉnh mạnh yếu nha, và cái mạch như thế này. Mạch này bao gồm chạy là hai con XLR lớn nha. Đó. Cuộn cảm và hai tụ, tụ này là tụ xịn nha, nha anh em nào thợ thì biết ha. Tụ này tụ xịn ha, tụ 450V á thì nó không bằng tụ này đâu. Tụ này 330W 400V thôi, nhưng mà hàng này là hàng chất lượng nha. Đó. Diode là em xài diode sung. Diode sung nha, chứ không phải là diode thường 5418 đâu. Diode này là HEG 508 nha. Anh em HEG chữ EG cuối nè, 508 nha. Còn cái kia là hình như cái gì nào đó là 5408 nha. Còn này chỉ là 508 thôi, không có số 4 đâu. Đây là 508 nè. Anh lấy nét này. Đó. 5 nè, 08 nè. Đó. Diode này thì nó mắc tiền hơn cái diode thường nha. Và chở thì em xài chở tốt hết nha, chở chân đồng hết anh em thấy ha. Đó. Thì nói chung cái trên thị trường bây giờ thì rất nhiều người bán nha, nhưng mà bên em bán thì cái giá thì anh em so với các shop khác thì có thể là nó giá hơi chát hơn xíu nha. Người ta bán có thể là 200 mấy thôi, nhưng mà riêng bên em bán mạch này là 300 em bao ship nha. Toàn bộ là em xài linh kiện tốt cho anh em nên nè, riêng hai cái con này là mắc tiền hơn gấp 4 5 lần của cái con 1225 XCG 125 ha. Đó. Một con này là mắc có thể gấp đôi ha, gấp đôi hoặc là trên luôn. Đó. Thì anh em nghĩ coi, cái gì nó cũng gấp đôi hơn ta thì cái giá nó cũng phải là cao hơn nha. Rồi không nói dài dòng nữa, thì cái mạch này anh em gắn vô để cải thiện cái máy nè. Thứ nhất, máy anh em đánh bộ gắn vô nó sẽ chuyển qua đi một vợt nha, đi dưới sông được nha. Thứ hai là máy đánh yếu cá chích chìm thì anh em gắn mạch này vô nó hút cá lên vợt cho anh em ha, và đặc biệt là bắt được guppy nha. Đó, máy anh em yếu bắt gắn không, bắt nó không được guppy, gắn mạch này vô bắt guppy ok. Đó. Rồi đây là bình thường cái máy của anh em, máy đánh bộ nha. Còn riêng máy đánh thiền thì anh em lắp ráp cũng vậy thôi. Máy đánh thiền mà hồi xưa nó làm nó thì chỉ cũng xài K3 hoặc là con tụ pin đó anh em. Thì về mình tháo bỏ con tụ pin. Đây là máy anh em nè, sàn tụ K3 ha. Đây cái đây là đầu dây biến áp nè, ra một đầu và ra thẳng vô cái cọc loa ha, ra cọc đen là thẳng ra giạc luôn. Đây
còn một đầu còn lại này, đi qua một dây của tụ, giật dây còn lại của tụ đi ra cậu ra giật luôn. Đây để em test cho anh em xem ha, để em giật mặt này đi. Để em test xong rồi em gắn mạch vô, rồi thực tế cho anh em cho xem là cắt gác luôn để anh em khỏi phân chân ha. Đó. Đây và anh em phân biệt cái nó mạnh hay yếu nữa ha, giữa tụ K3 và cái mạch hút cá này để xem nó mạnh hay yếu kiểu sao ha, để anh em dễ phân biệt. Đây đây đó, anh em nghe tiếng ha, tiếng máy nó gị nha. Rồi, nên xài tụ K3 là nó gậy gì nha. Rồi, xong, để em gắn mạch vô cho anh em xem ha. Thì đây, mình tháo một dây ra giật thẳng luôn mà. Tháo dây ra giật thẳng này bỏ. Tháo ra. Rồi, dây còn lại là trong tụ K3 nè, mình tháo ra luôn. Đó. Thì đây nè, nối vô một dây của K3 và cái giật thì mình tháo bỏ tụ mình không xài nữa. Mình lấy hai dây trong biến áp nè, biến áp ra có hai dây giật á. Trường hợp anh em có công tắc thì mạnh yếu thì anh em vẫn để công tắc mạnh yếu xài nha. Rồi, đây là AC1 nè, AC2, đây. AC1, AC2 anh em nối dây nào vô cũng được hết ha. Không phân biệt dây đầu dây cuối thì ở trên nè, AC1 ở trên, AC2 cho nên nối đầu nào cũng được ha. Em không hàng vô lỗ để khách về người ta tự hàng, em hàng bít lỗ về người ta hàng được ha. Còn đây là giật trừ nè, giật trừ là bên ra giật ha, giật mát cũng là ra giật ha, nhưng mà giật trừ là anh em đi chĩa. Còn bên giật cộng nè, em nhầm ha, giật trừ giật cộng nha, giật cộng là anh em bên giật, còn giật trừ là bên mát ha. Rồi để test cho anh em xem. Đây em test con đèn để coi khác hơn hồi nãy xài tụ K3 không ha. Đây đó, anh em nghe tiếng nha, bóp cái máy lên nha, máy không có gị nha. Này dạng nhỏ lên nè, nhỏ thì nó mới băm nha, nó băm tạch lắm ha. Mạch này không có trộn 555 nha, không có trộn xung. Đây dạng lớn lên rồi, rồi để em chập giật cho anh em xem ha. Đây bóp cò. Rồi kẹp lại con đèn này ha. Đó. Rồi. Đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em ha. Thì bây giờ số lượng thì cũng có hạn rồi, nên anh em nào đặt hơi trễ thì đợi cái đặt mạch sau về ha. Còn hiện tại thì mạch này nó cũng còn ít ra nè, nên là anh em thông cảm em ha. Đó. Rồi, chào toàn thể anh em luôn.